Đàn ông không lăng nhăng chưa chắc đã là đàn ông tốt, nhưng người đàn ông tốt chắc chắn không bao giờ lăng nhăng. Đá ném xuống nước, mặt nước còn loang. Chỉ có người còn vô minh mới tin rằng việc xấu mình làm sẽ chẳng ai biết tới. Cái gì chẳng sớm lộ diện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm. Phụ nữ không nói, không có nghĩa là họ không biết. Lựa chọn im lặng là vì họ muốn đặt niềm tin vào bạn một lần cuối mà thôi. Khi hôn nhân xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều khuyên người vợ là nên vì con mà tiếp tục, vì con mà nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng chẳng ai khuyên người chồng, nếu như anh ấy không thay đổi, dẫn chứng nào tật nấy thì anh ấy sẽ mất đi cái gia đình này. Trước khi bạn có ý định phản bội người đầu ấp tay gối với mình, hãy dành khoảng vài giây suy nghĩ nếu mình cũng bị phản bội thì tâm trạng mình như thế nào, cảm giác lúc đó ra sao. Cái giá phải trả cho việc ngoại tình là quá đắt. Vậy mà nhiều người vẫn u mê, lạc lối đâm đầu vào, để rồi tự tay phá vỡ hôn nhân. Nếu không chịu tu sửa chính mình, thì dù có đến với người thứ ba, thứ tư, thì cũng vẫn sẽ đi ngoại tình tiếp. Đó là dòng luân hồi không lối thoát, mây tầng nào gặp gió tầng đó. Một người đi ngoại tình, phản bội thì cũng chỉ gặp một người giả tạo không chung thủy mà thôi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người không tử tế thì cũng gặp không đàng hoàng. Nhân quả rõ ràng, mình cũng không cần phải thay trời hành đạo. Cách trả thù tốt nhất dành cho những kẻ bội bạc là mình phải tốt lên mỗi ngày. Mình càng tốt thì họ càng tiếc. Chẳng ai sẽ dứt một viên kim cương để đổi về một hòn đá cả. Chỉ có người dứt hòn đá để nhận lấy viên kim cương mà thôi. Bạn lựa chọn mình là hòn đá vô giá trị hay viên kim cương tỏa sáng. Bạn chấp nhận sống trong hận thù để thù hận bào mòn mình, hay quyết định sẽ lột xác trở thành người phụ nữ thành đạt, tự tin trong sự ngưỡng mộ của người ngoài và tiếc nuối của người tệ bạc. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.